con gà đang gáy tâm tư. Còn sớm hả? Em ơi dậy đi lo rồi cơm ăn đi cả. Em ơi hôm nay anh cài trên lớp cô hai. Anh đi cày thuê kiếm tiền mua tivi màu. Đừng có giận tôi. Để mình cùng nghe cái nhạc nè, để mình cùng thức có cài vui. Anh cài làm sao cài lấy càng đưa em chứ chơi tụi vui. Vui nha. Em ơi nào đâu có mèo bông. Anh đi lo cày đã đủ người ta cái cày anh thấy thiệt thà. Cày xong anh phải mau về nhà, anh mau về nhà đi chưa? Em ơi đừng lo anh cày cùng với con trâu. Con trâu thiệt to bó cày đi ào ào. Thì người ta thuê anh phải cài cho người ta chứ anh biết sao giờ. Thôi, đừng có đàn đen nữa. Tôi buồn rồi, tôi biết đây. Em nghe gì không con gà ra gáy cắm tư. Em ơi dậy đi lo nồi cơm anh đi cài. Em ơi hôm qua anh cài trên lớp cô hai. Anh đi cày thuê kiếm tiền mua tivi màu. Để mình cùng nghe cái nhạc nè, để mình cùng thức có cải lương. Anh cài làm sao cài lấy càng luôn em chết chơi tụi vui. Ôi da. Em ơi anh nào đâu dám đèo bông. Anh đi lo cài đám rượu người ta, chạy cài anh thấy thiệt thà. Đi cài xong anh phải mau về nhà, anh mau về nhà, biết chưa? Em ơi đừng lo anh cài cùng với con trâu. Con trâu thiệt to bó cài anh đi ào ào. Mặt trời vừa lên mới mong sao. Anh đã về tới cho mà coi. Trời vừa lên trên ngọn sào, anh đã về tới cho mà coi. Anh biết rồi mà nói hoài sao dữ quá vậy bà xã.